những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. VFF có thể nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp từ FIFA. VTF hé mở khả năng V-League 2020 có thể trở lại vào cuối tháng 5. Câu lạc bộ Sài Gòn tập dã chiến trong mùa dịch. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau theo dõi bản tin Thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị cùng đến với những chuyển động của bóng đá Việt Nam. Như đã biết thì dù đội tuyển quốc gia vẫn chưa có thể chốt được kế hoạch tập trung, tập luyện cũng như là thi đấu vì dịch Covid-19, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã tận dụng quãng thời gian này để tiến hành công tác phân tích, đánh giá hàng loạt các gương mặt tiềm năng cho đội tuyển quốc gia. Đây là việc làm cần thiết bởi chiến thuật, sơ đồ vận hành và nhân sự mà ông Park vốn từng áp dụng đã phần nào bị các đối thủ bắt bài. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý đã lên danh sách hơn 40 cầu thủ để tiến hành phân tích, đánh giá và theo dõi trong thời gian sắp tới. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào cuối năm nay. Trong bối cảnh những trụ cột đã làm nên thành công cùng huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều vấn đề như chấn thương và sụt giảm phong độ, thì việc đưa vào những nhân tố mới sẽ tạo ra sự cạnh tranh cần thiết. Đặc biệt là đội tuyển quốc gia Việt Nam cần sự khác biệt trong chiến thuật và vận hành lối chơi tại các giải đấu mà VFF đặt mục tiêu rất cao. Theo thông điệp của Chủ tịch FIFA Infantino truyền tải tới 211 liên đoàn thành viên, thì những giải pháp hỗ trợ của FIFA được xem là điểm nhấn quan trọng với các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã nhận được khoản hỗ trợ lên tới 800.000 đô la và nhiều khả năng VFF cũng sẽ nhận được một khoản hỗ trợ tương tự để giải quyết những khó khăn trước mắt. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch VFF ông Lê Khánh Hải đã có thư động viên chia sẻ tới các liên đoàn thành viên, câu lạc bộ hay trung tâm bóng đá. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sức khỏe con người trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp là điều quan trọng nhất. Và chỉ khi có sự cho phép của chính phủ và các ban ngành liên quan, các hoạt động bóng đá mới được triển khai trở lại. Năm 2020, đội tuyển Việt Nam có hai giải đấu quan trọng là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho những sân chơi này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đối diện với nhiều khó khăn. Thử thách sẽ còn lớn hơn nữa nếu như sắp tới đội tuyển Việt Nam không có được sự phục vụ của thủ thành số 1, Đặng Văn Lâm. Lý do là bởi Thái League nhiều khả năng sẽ bị hoãn đến tận tháng 8 năm nay và kéo dài đến cả thời điểm AFF Cup diễn ra do diễn biến dịch Covid đang trở nên vô cùng phức tạp tại xứ Chùa Vàng. Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm khi AFF Cup 2020 không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA, nên các đội bóng tại Thái League không cần thiết phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, chân sút danh tiếng người Malaysia Nasrul Idan Talaha đã chính thức đầu quân cho Pathum United. Thế nhưng việc anh đi thi đấu tại Thái League lại không gây chú ý bằng những lùm xùm với người đại diện cũ. Rắc rối xảy ra khi cây săn bàn 34 tuổi không thể liên lạc được với người đại diện và buộc phải tìm một đối tác khác tại Thái Lan khi câu lạc bộ chủ quản Pathum United muốn đàm phán với các cầu thủ về việc giảm lương vì dịch Covid-19. Talaha hiện tại vẫn tập luyện bình thường với đội bóng có trụ sở tại Bangkok mặc dù giải đấu bị hoãn lại. Với Talaha, rắc rối đã tạm được giải quyết và anh vẫn chờ đợi để được thi đấu khi Thái League trở lại. Không may mắn như người đồng nghiệp, Afik Junos đã trở thành cái tên đầu tiên mất hợp đồng vì dịch Covid-19 tại giải đấu cao nhất xứ Chùa Vàng. Lý do đến từ mục đích cắt giảm tài chính cho câu lạc bộ mà ngôi sao bóng đá Singapore đang khoác áo dưới dạng cho mượn, câu lạc bộ Chad. Như vậy, Afik Junos bị thanh lý hợp đồng mới chỉ sau 2 tháng gia nhập từ Hồ Quang United. Còn với bóng đá Việt Nam, trước những ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thì tại V-League đã có 3 đội bóng quyết định cắt giảm lương các thành viên câu lạc bộ, đó là Dược Nam Hà Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và mới nhất là Thanh Hóa. Các đội bóng còn lại dù chưa công bố thực hiện nhưng cũng đều phải tính tới biện pháp này. Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, giám đốc điều hành câu lạc bộ SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết, đội bóng hiện chưa có kế hoạch giảm lương của các thành viên câu lạc bộ trong tháng 4. Tuy nhiên, nếu tình trạng đóng băng của các giải đấu quốc nội kéo dài đến hết tháng 5, bà lãnh đạo câu lạc bộ sẽ phải cân nhắc tới vấn đề này. Hiện tại, khoảng 200 cầu thủ của đội chủ sân Hòa Xuân, bao gồm đội 1 và các lứa trẻ, đang ở cách ly và tập duy trì tại Trung tâm Thể thao SHB Đà Nẵng.
Các đội bóng như SCB Đà Nẵng có cơ sở để phần nào yên tâm khi mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải cho biết, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các giải bóng đá quốc nội có thể thi đấu trở lại từ tuần 3 tháng 5. Hình thức tổ chức có khán giả hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch thực tế. Tuy nhiên, tiêu chí đặt ra là các giải chính trong hệ thống thi đấu quốc gia có thể kết thúc trước ngày 31 tháng 10, đảm bảo cho đội tuyển quốc gia tập trung tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết AFF Cup 2020 trong 2 tháng cuối năm. Trong bối cảnh thời gian thi đấu của V-League 2020 bị rút ngắn, huấn luyện viên Chung Hae-seong của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra gợi ý về việc điều chỉnh thể thức thi đấu sang phương án đá play-off. Trong phương án được vị chiến lược gia người Hàn Quốc đề xuất, 14 đội thi đấu 13 trận lượt đi. Kết quả này lấy làm căn cứ để chia các đội thành hai nhóm, 7 đội nửa trên và 7 đội nửa dưới bảng xếp hạng. 7 đội nửa trên sẽ thi đấu tranh chức vô địch, 7 đội nửa dưới sẽ thi đấu tránh xuống hạng theo thể thức vòng tròn một lượt. Đây là thể thức thi đấu được áp dụng cho nhiều giải vô địch quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, Cộng hòa Séc hay giải vô địch quốc gia Scotland. Vừa qua, Chủ tịch VFF đã ký quyết định cơ cấu lại số đội tham gia các giải bóng đá quốc gia giai đoạn từ năm 2021 đến 2023. Trong đó, quan trọng nhất là việc hai giải hạng nhất và hạng nhì sẽ đều có số đội là 14 đội tham dự. Bởi vậy, có thể nói là chưa bao giờ cánh cửa lên chơi tại giải hạng nhất lại rộng mở đến vậy với các đội bóng giàu tham vọng. Giải hạng nhì quốc gia có số lượng đội bóng tham dự không ổn định. Bởi đây là giải đấu ngoài chuyên nghiệp nên các quy chế cũng được thực hiện khác. Năm 2020 đang duy trì ở mức 16 đội, nhưng tham vọng thăng hạng đồng nghĩa với việc phải bổ sung một nguồn tài chính dao động từ 15 tới 20 tỷ đồng mỗi mùa có thể khiến nhiều đội bóng chùn chân. Vì thế, dù số lượng đội bóng tham dự là khá đông đảo, nhưng thực tế tranh ba suất lên hạng có lẽ chỉ là cuộc chơi của những đội bóng thực sự tham vọng. Có thể kể đến là Phú Đồng, đội bóng vừa xuống hạng mùa này. Công an Nhân dân với sự tăng cường lực lượng từ Lò Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ là một cái tên đáng gờm. Tuấn Tú Phú Thọ là một cái tên mới nhưng tiềm năng cũng không nhỏ. Bởi cũng như Công an Nhân dân, đội bóng này sẽ có được sự hỗ trợ về nhân sự rất tốt từ câu lạc bộ Hà Nội. Hai cái tên còn lại sẽ là Lâm Đồng và Đồng Nai. Nếu như Lâm Đồng là một đội bóng có thâm niên tại giải hạng nhì, thì Đồng Nai thậm chí đã từng là một hiện tượng tại V-League. Và tham vọng trở lại với sân chơi đỉnh cao của đội bóng này cũng là điều dễ hiểu. Việc vòng đấu tiếp theo của V-League 2020 vẫn chưa xác định được chính xác ngày trở lại, khiến cho các câu lạc bộ sẽ gặp không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị. Với tân binh của một giải, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì khó khăn này còn lớn hơn khi sau hai vòng đấu đầu tiên, đội quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức có khá nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Cái dịch Covid nó cũng rất là phức tạp và cho nên là ban tổ chức giải cũng chưa biết là chính thức là ngày nào quay trở lại để tổ chức thi đấu tiếp tục ở vòng 3. Thì tôi nghĩ là không riêng gì Hà Tĩnh, các đội bóng khác cũng rất là khó để tính những cái khối lượng và tính những điểm rơi phong độ cho các cầu thủ. Chính cái điều này thì là một điều mà đối với những cái đội bóng tham gia giải thì cực kỳ bị động. Chính như vậy thì đối với đội bóng tân binh và đội bóng trẻ như Hà Tĩnh thì các em đang được tập trung. Và khi quay trở lại thì tôi nghĩ là tôi cũng đã tính toán, cũng như tôi nói là cũng tính toán cái khối lượng và nền tảng thể lực của các em có và bổ sung những gì các em chưa làm tốt và chỉnh sửa lại những gì chưa tốt của các em ở hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Tôi nghĩ là chuẩn bị lại thì cũng chuẩn bị chung, chuẩn bị cho các em từ cái yêu khí ở cái cường độ trên trung bình rồi cường độ cao với không bóng và với bóng, và buổi chiều thì thường là tập kỹ chiến thuật chuẩn bị cho cái trận đấu sắp tới. Lực lượng đầu mùa giải và đến khi hai vòng đấu trôi qua thì đội có bổ sung Victor Masaray ở hàng tấn công và tôi bỏ đi Pina ở hàng tiền vệ, thì tôi thấy là hai vòng đấu vừa rồi thì cái hàng tấn công chưa gây áp lực nhiều cho hàng thủ của Vietten và Nam Định. Nên chính như vậy thì tôi cũng đã thay đổi. Câu lạc bộ Sài Gòn là một trong những đội bóng không xả trại sau vòng 2 của V-League, dù quãng nghỉ do dịch bệnh Covid-19 khá dài. Vẫn đóng quân, vẫn tập luyện, nhưng cách rèn quân của câu lạc bộ lúc này cũng chỉ mang tính chất là dã chiến và cầm chừng.
Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, câu lạc bộ Sài Gòn không thực hiện các buổi tập toàn đội, mà thay vào đó, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ lên phương án tự tập luyện để giữ sức khỏe, duy trì trạng thái cơ thể trong thời gian nghỉ rất dài này. Chủ yếu các bài tập về cơ lưng, cơ bụng, di chuyển tại chỗ là những bài tập phổ biến được các cầu thủ lựa chọn để tập ngay tại phòng ở hoặc trong không gian sảnh nơi đóng quân của câu lạc bộ. Giải nghỉ quá lâu mà lại không tập luyện cường độ nặng thì điều mình lo nhất là tăng cân. Mình không bị tăng cân, mình cứ tập luyện duy trì thì mình không cường độ như lúc tập nhưng mà vẫn giữ được một cái trạng thái tốt, gọi là cái nền tảng. Nhưng mà nếu mà mình mà bị tăng cân, mà nhiều khi tăng cân nhiều quá thì lúc tập lại sẽ rất là vất vả. Với các cầu thủ ngoại binh như Jock Van Ne, Pedro Paulo hay An Byung-kyung, những cầu thủ này luôn có một cường độ tập rất cao. Chính vì thế, những ngày phải tập luyện dã chiến thế này chỉ có thể đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu cơ thể, đồng thời gây không ít khó khăn cho việc giữ được thể lực. Chúng tôi không biết V-League khi nào sẽ trở lại. Tôi thì tự tập luyện theo cách của mình thôi. Mỗi ngày trôi qua lúc này không có gì khác biệt. Chúng tôi thức dậy, ăn sáng, xem TV, ăn trưa rồi tụ tập, chơi game, cứ lặp lại như vậy, không có gì đặc biệt cả. Đến lúc này, câu lạc bộ Sài Gòn vẫn chưa xác định thời điểm chính xác sẽ tập trung tập luyện trở lại. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn bị cấm trại và chỉ sinh hoạt trong khuôn viên nơi câu lạc bộ đóng quân. Mặc dù chúng ta vẫn có thể lạc quan khi các giải đấu thể thao quốc nội có thể trở lại vào tháng 5 sau dịch Covid-19, thế nhưng rất nhiều sân chơi quốc tế với sự góp mặt của Việt Nam đã bị hoãn vô thời hạn, trong đó có Cúp Thế giới Bengkasilat. Do những ảnh hưởng mang tính toàn cầu của dịch Covid-19, Cúp Thế giới Bengkasilat dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng 6 đã chính thức bị hoãn. Hiện ban tổ chức vẫn chưa có thông báo về lịch trình thi đấu mới của giải. Được biết, Cúp Thế giới là một trong ba mục tiêu quan trọng nhất năm nay của đội tuyển Bengkasilat Việt Nam, bên cạnh giải vô địch thế giới và giải vô địch châu Á. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Bengkasilat vẫn rèn thể lực ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Nhổn. Việc các giải đấu bị hoãn cũng giúp một số võ sĩ đang chấn thương có thể điều trị tốt để sớm trở lại sàn đấu. Không để dịch Covid ảnh hưởng đến tinh thần thể thao và thi đấu của các vận động viên. Mới đây, cuộc đua xe đạp thực tế ảo tranh cúp truyền hình 2020 mang tên Niềm tin chiến thắng sẽ được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải đua được thực hiện qua ứng dụng JetWiz, hay còn gọi là ứng dụng đi xe đạp trong nhà, dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Đây là cuộc đua xe đạp thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam và sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến giải cổ vua quốc tế HD Bank mà Việt Nam đăng cai dự kiến vào tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đẩy lùi vào tháng 9. Các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng rơi vào thế bị động. Dẫu vậy, họ vẫn luyện cờ giữa mùa dịch bằng phương pháp trực tuyến, vừa an toàn vừa giữ phong độ chờ ngày tái xuất. Trước khi khép lại bản tin, chúng tôi xin được lưu ý với quý vị khán giả là các chương trình dạy thể thao của Bóng đá TV vẫn sẽ lên sóng đều đặn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần và sẽ được phát lại ở rất nhiều khung giờ khác nhau. Quý vị và các bạn có thể lưu đón xem. Và ngoài ra thì các sự kiện thể thao quốc tế như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.